Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tamarind. Tamarind mỗi tuần một câu chuyện. Hôm nay các bạn cùng mình vô bếp nấu món giả cầy nhé. Nguyên liệu thì khá là đơn giản. Ở đây mình sử dụng hai cái chân giò heo, tương cà, sả, cà ri ngũ vị hương, các gia vị thông thường và đặc biệt không thể thiếu củ riềng, nguyên liệu làm nên hương vị cho món giả cầy. Còn các gói gia vị này mình có thể tìm thấy dễ dàng ở các chợ tàu. Vì bên này không có mẻ nên mình sẽ thay thế bằng tương cà. Mặc dù không ngon như dùng mẻ nhưng nói chung hương vị cũng khá ổn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm. Đầu tiên mình sẽ phải đi lấy xương của cái chân giò. Ở bên này họ bán nguyên một cái như vậy luôn. Nếu mình ăn chân giò hầm thì sẽ nhờ nhân viên ở chợ cắt nhỏ ra. Nhưng mình cần thui cả miếng thịt nên mình sẽ mang về tự làm. Lúc ở Việt Nam ra chợ thường mấy cô sẽ lọc sạch cho, không khổ như mình cặm cụi làm bây giờ. Xương này tí mình chặt ra hầm lấy nước ngọt, vậy là tận dụng hết các nguyên liệu không bỏ phí cái gì. Trong các nguyên liệu nấu giả cầy, như mình đã nói, bên này mình không thể tìm thấy mẻ nên phải thay thế bằng tương cà chua. Hồi ở Việt Nam mình có nuôi một hũ mẻ, cứ cho cơm nguội và chút nước sôi vào để vài bữa cơm ngấu ra là được hỗn hợp chua chua để nấu ăn. Mình còn nhớ nó được sử dụng để nấu nhiều món ăn như chuối xanh hay hoa chuối xào. Mà bên này không thấy mẻ, nếu ai có thì cho mình xin ít nhé. Mất chừng khoảng 10 phút để lọc xong xương hai cái chân giò. Giờ mình đi ra ngoài thui phần da heo cho thơm. Các bạn nhớ là không cần thui phần thịt nhé. Để tiện mẹ mình giúp mình nướng trên bếp ga luôn, không có nhóm than nữa. Vì cũng chỉ có hai miếng thịt. Do khi nướng thịt thì khói và nồng, và trong nhà thì đóng cửa kín mít, nên món này mình buộc phải làm ngoài trời. Vậy nên mùa đông nhà mình cũng hạn chế làm những món ăn Việt như thế này. Mà các bạn biết không, cứ nhắc tới mùa đông là lại sợ các bạn ạ. Nó lạnh kinh khủng khiếp luôn. Nhớ có một lần mình chờ xe bus đi học gần 1 tiếng đồng hồ ngoài trời. Do có đoạn đường bị tai nạn giao thông nên xe bus phải đi lòng vòng. Lúc mình lên xe là hai chân mình lạnh cóng, kiểu như mất cảm giác luôn. Do đó đối với mình nỗi sợ mùa đông là nỗi sợ lớn nhất. Tiếp theo đó là nỗi sợ giao tiếp với nhiều người thuộc nhiều đất nước khác nhau. Tại sao mình nói vậy? Thì như các bạn cũng đã biết, Canada là đất nước đa văn hóa, đa dân tộc. Có rất là nhiều người từ các nước tới định cư. Vì mình cũng là người nhập cư, tiếng Anh của mình thì cũng không quá giỏi. Nên khi nói chuyện với một người cũng như mình thì rất là khó để hiểu. Theo mình thì tiếng Anh của người Canada rất là dễ hiểu. Mình có nghe tiếng Anh hay Anh Úc thì thấy vẫn khó hiểu hơn. Nếu các bạn nói chuyện với một người sinh ra và lớn lên ở bên này thì rất là dễ dàng. Kiểu khi Tây nói tiếng Việt với mình, dù họ còn nói lơ lớ nhưng mình vẫn hiểu ngay. Còn hai người đều không giỏi tiếng Anh, rồi giọng nói không rõ ràng. Ví dụ khi nghe người Ấn nói chuyện thì nhiều khi mình cũng rất là khó hiểu và hay phải hỏi lại. Ý, lo kể chuyện để miếng thịt heo cháy rồi. Mà mình đùa đó, mẹ mình cố tình nướng cháy như vậy, chỉ là phần da thôi. Sau đó mẹ mình sẽ cạo sạch lớp cháy đó đi và mình cam đoan là thịt nấu lên sẽ rất thơm ngon. Quay về các nỗi sợ bên này thì mình cũng đang cải thiện nó từ từ.
ở đây lâu thì các bạn cũng sẽ chịu lạnh giỏi hơn, hay các bạn có thể đi làm kiếm tiền mua đồ giữ ấm tốt hơn. Còn giao tiếp thì ráng học hỏi tiếng Anh mỗi ngày để tiến bộ hơn. Nhưng nỗi sợ cuối cùng mình nói tới trong video này thì không thay đổi được nha các bạn. Nếu các bạn có ý định sinh sống ở Canada thì các bạn phải chấp nhận nó, đó chính là thuế. Hệ thống thuế ở bên này thì rất chặt chẽ và phức tạp. Ở đây có hai loại thuế mà mình muốn đề cập tới, đó là thuế mua bán hàng hóa và thuế cá nhân. Tùy tỉnh bang mà thuế mua bán hàng hóa khác nhau, như tỉnh Ontario chỗ mình là 13%, tuy không phải cao nhất là 15% như ở một vài tỉnh khác, nhưng khi mua đồ thì các bạn phải tự cộng thêm vô 13% nữa. Ví dụ một món hàng là 100 đô thì các bạn sẽ phải trả 113 đô. Tiếp theo đó là thuế thu nhập cá nhân. Ở bên này ai đi làm cũng phải đóng thuế, và thuế nói chung thì rất cao. Mình càng làm nhiều tiền thì đóng thuế càng nhiều. Thuế cho tỉnh bang và thuế cho chính phủ. Nên nếu ai đi làm lương cao có khi phải đóng tới 30-40% đó. Nhưng dù gì mình nói cho các bạn biết vậy thôi, chứ thuế là để cho chính phủ sử dụng cho xây dựng, giáo dục và y tế, nên tiền mình cũng không mất đi đâu. Quay lại món giả cầy, sau khi mẹ mình đã làm sạch hai miếng thịt, bây giờ mình sẽ rửa sạch lại và thái thành miếng nhỏ vừa ăn. Thịt cũng đã thái xong, mình bắt đầu cho nguyên liệu vô ướp, gồm có ớt, sả bằm, riềng thái sợi. Vì các nguyên liệu này trong ngăn đá nên hơi khó thái một xíu. Kế tiếp mình sẽ bỏ hai gói cà ri, một muỗng ngũ vị hương, mẹ mình nói nhiều ngũ vị hương sẽ gây đắng, một muỗng canh dầu hào, hai muỗng canh tương cà chua, và sau cùng là các gia vị thông thường như nước mắm, bột ngọt và đường. Mặn ngọt các bạn có thể gia giảm theo sở thích. Trộn đều và mình sẽ ướp hỗn hợp này trong vòng 30 phút trước khi nấu. Sau khi ướp được 30 phút, mình sẽ bắc lên bếp và nấu giả cầy. Lúc đầu các bạn sẽ xào với lửa to để thịt săn lại, sau đó mới đổ nước dừa tươi vô nấu. Món này thực ra nấu rất dễ luôn. Khi đã bỏ nước dừa vô, các bạn chỉ cần đun với lửa nhỏ cho mềm và cạn gần hết nước là được. Sau
khoảng 30 phút thì mình thấy nước cũng đã cạn và thịt đã mềm. Vậy là đã xong. Mình bỏ qua một cái nồi nhỏ hơn để khi ăn có thể hâm lại cho nóng. Đối với món này các bạn cũng có thể ăn với bánh mì. Hôm nay thì nhà mình ăn với cơm trắng và ít rau xà lách trộn thịt bò. Nếu thích giả cầy các bạn cũng có thể làm và chia sẻ với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo, kể tiếp những câu chuyện về cuộc sống bên Canada. Bye bye!